cái đường chéo này giống như búp măng non vậy đó. Lòng bàn tay đúng không? Cao lên nữa. Đó. Đó. Đây. Đó nha. Đó cho khách xem.
Huỳnh Thủy Huy, chi đội trưởng chi đội 53, trường tiểu học Phú Tân A. Mời bạn Phan Nhã Uyên, liên đội phó trường tiểu học An Hiệp A. Mời bạn Hứa Bảo Lộc, ủy viên ban chỉ huy liên đội trường trung học cơ sở An Hiệp. Mời bạn Đào Tuyết Trân, ủy viên ban chỉ huy liên đội trường tiểu học Hồ Đắc Kiện A. Mời bạn Trần Triệu Tuấn Huy, đội viên chi đội 92 trường trung học cơ sở Châu Văn Đơn. Trời giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan bác Hồ, góp phần làm đại đỡ thiên nhiên.